thấm cùng những câu nói hay của Độ Mixi. Các bạn cùng nghe và cảm nhận nhé. Anh Đậu ơi, nghĩ sao về việc bố mẹ luôn so sánh mình với con nhà người ta? Cố gắng lên em ơi, thành công là câu trả lời cho tất cả mọi người, không cần phải nói gì cả. Cá nhân anh cũng thế thôi, ngày xưa anh học dốt, anh nghịch vãi cả lồn, mọi người cũng chê anh là đéo có tương lai. Và sau này thì mẹ mẹ anh sẽ trở thành thằng này thằng kia, so sánh anh với thằng này thằng nọ, anh đéo quan tâm. Và sau này anh làm, bây giờ anh là thằng, anh nói thẳng luôn, bây giờ anh là thằng có tiền. Thế thôi, đéo nói gì, đéo đếm xỉa gì cả, thích nói đéo gì thì nói. Mình lo được cho mình lo được cho gia đình mình lo được cho mẹ mình. Khi mà mẹ mình về già dần rồi, con mình lớn lên dần rồi, gia đình nó đề huề hạnh phúc, có của ăn của để, thế là được. Đéo cần phải trả lời em, người ta tự hiểu. Rồi lúc đấy những người nói em sẽ quay ra tự nịnh em. Em có tin không? Đi mẹ mà cuộc sống nó buồn cười vãi lộn như thế. Có những người ngày xưa đéo coi anh ra một cái gì cả. Có những người cả chục năm đéo giờ liên lạc, đi mẹ mà tự nhiên gọi điện nhắn tin hỏi thăm, đi mẹ ứ, vẫn trả lời thôi, chả làm sao cả, vẫn nói chuyện với nhau như bình thường thôi. Nhưng mà mình vẫn giữ một cái khoảng cách và mình biết được là người ta là con người như thế nào rồi, thế là được rồi. Chứ còn cãi đi cãi lại thì hóa ra mình là chả bằng người ta à, đúng không? Em ạ, có nhiều người ta may mắn, à nhầm, người ta bất hạnh vãi lộn. À, người ta sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình không có bố, hoặc là không có mẹ, hoặc là không có bố và cả không có mẹ. Người ta sinh ra ở vùng núi, người ta sinh ra ở đi mẹ mới biết giới hải đảo, người ta sinh ra trong những cái gia đình thực sự là nghèo và phải lao động chân tay từ đời này qua đời khác. Em được ban cho một cái cuộc sống đầy đủ chân tay, não bộ phát triển đầy đủ và lớn lên được đến lúc này để dùng internet và xem được stream của anh là một cái may mắn và một cái lợi thế hơn rất nhiều người rồi. Mà bây giờ em lại còn vì cái chuyện tình cảm, vì một đứa con gái chưa là cái gì của nhau cả. Người yêu cũng đéo biết phải hay không, vợ thì chắc chắn là đéo phải rồi. Mà em quên đi hết cả những cái gì mà bố mẹ em đã ban phát cho em, cái cuộc sống này đã tặng cho em. Em hơn rất nhiều người mà bây giờ em nghĩ đến cái chết, em nghĩ có thể đáng không? Đéo đáng một tí nào. Anh tin chắc là bố mẹ em nuôi em lớn đến như thế này, tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo để em... Bố mẹ em biết được là sẽ có một ngày bố mẹ em không còn sức lao động nữa. Và em sẽ là người dìu bố mẹ em đi hết cái cuộc đời này. Thế mà địch mẹ mình bây giờ khi mà em đến cái tuổi có sức lao động rồi, có học thức rồi, và bắt đầu đến cái tuổi đi kiếm tiền rồi, thì em lại vì một đứa con gái đéo đâu vào đâu để tự tử. Em nghĩ địp mẹ em có hợp lý không? Em nghĩ có thấy địp mẹ mày thương bố mẹ em không? Nếu câu trả lời của em là đéo ấy, thì thôi, anh lại địp mẹ mày bật nhạc khác đây. Em chạy Grab thì có cách nào mua được nhà như anh không ạ? Thế bây giờ em định chạy Grab suốt à? À, em định chạy Grab cả đời à? Tư duy đừng bao giờ các bạn. Đừng bao giờ, mình cứ bao giờ nghĩ mãi là mình sẽ là người đi làm thuê. Thật, như thế không giàu được đâu. Dám nghĩ dám làm đi các bạn. Nhưng mà khi nào mình có đủ kinh nghiệm mình sẽ làm nhá. Có nhiều người xong người ta có vốn thì người ta ra mở một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, sau người ta từ đấy lên tiệm tạp hóa lớn các thứ. Đấy là tư tưởng người ta làm chủ với các bạn. Người ta sẽ đi thuê người về làm thuê đấy. Còn nếu như một cái tư tưởng mình cứ mãi mãi loanh quanh, chỉ có đi làm thuê không, chạy hết công ty để chạy không. Nếu như các bạn giỏi, các bạn lương cao thì tôi không nói làm gì cả. Nhưng mà nếu như mà cứ mãi mãi kiểu làm cái nghề kiểu ấy như thế thì mình phải thay đổi chứ. Đồng tiền thì càng ngày nó càng mất giá đi, đúng không? Thì mình cứ làm thế, lương thế mãi làm sao được. Cứ 1-2 năm làm thế thì cũng ok. Nhưng mà ví dụ 5 năm, 10 năm nhìn lại lương mình vẫn như thế, thế là mình bị thọt rồi. Thế là mình bị phí thời gian rồi còn gì nữa. Anh ơi, bị bạn bè và người thân bên cạnh mình chơi chó với mình thì phải làm sao ạ? Anh bị bạn bè chơi khăm nhiều lắm nhá. Đéo hiểu sao tính của anh kiểu đéo gì mà anh mặc kệ à? Tại vì với anh cái câu trả lời mà đơn giản nhất dành cho những người mà đã từng chơi xấu với mình, đấy là sự thành công. Không, nói thật nghe thì nó hơi bị sến một tí thôi, nhưng mà khi mà em tập trung vào hoàn thiện được tốt cái bản thân của mình, đi làm kiếm tiền xong rồi đắp vào người, xong rồi sau này mình có nhiều tiền rồi, mấy cái thằng chơi đều mình lại tự nhiên quay ra thích chơi với mình. Nó buồn cười lắm. Nhưng mà lúc ấy mình có quyền chọn lựa em ạ. Khi mà mình thành công rồi, mình sẽ được chọn lựa xem là thằng này mình có muốn chơi cùng hay không. Mình sẽ nhắn tin với nó kiểu như nào là bố mày đéo thích chơi với mày nữa, xong em nó đéo nói được gì cả.
Ê, chơi thế nó mới gọi là thâm. Có phải chuyện gì mọi thứ nó sẽ quá đúng em. Có câu đơn giản lắm, đấy là hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó. Tại vì khi mà em đang ngồi nghĩ về mấy cái chuyện buồn hay là chuyện vui, hay là em đang gặm nhấm những cái kỷ niệm ấy, thì thời gian nó vẫn trôi. Rồi dần dần thời gian nó sẽ làm tất cả mọi thứ. Em sẽ quên đi nỗi đau, em sẽ quên đi niềm vui, em sẽ quên mặt một số người, em sẽ quên một số mối quan hệ. Xong rồi em sẽ tiếp tục sống. Thế thôi. Thế là cứ từ từ em nhé. Đừng vội vàng quá làm gì, đừng oan oại quá làm gì. Thực ra là nếu như mà nói về ước mơ ấy, thì ai cũng có. Hồi bé khi mà các bạn sinh ra, các bạn sẽ ước mơ là con là bác sĩ, con là công an, con là phi công, con là trộm chó, ví dụ như thế. Nhưng mà sau này lớn lên, những ước mơ nó có thành hiện thực không? Không, đéo. Đừng vẽ ra một cái giấc mơ nào cả các bạn ạ. Còn nếu như hỏi là khi mà mình về già mình muốn được như thế nào ấy, thì tôi chỉ muốn là khi mà về già rồi, tôi sống được đến lúc 70 tuổi, xong rồi tôi được nhìn con cái tôi nó lớn lên, sau đấy là nó công ăn việc làm ổn định và nó nên người, thế thôi. Chứ còn tôi thì đéo nào được. Tại vì đéo phải tự tin về cách sống đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như là theo cái kiểu sống của tôi ấy, thì về già tôi nghĩ là tôi cũng sẽ có rất là nhiều bạn. Có nhiều bạn bè vẫn còn chơi với tôi, vẫn còn có người hỏi thăm, vẫn còn có người chơi cùng, vẫn còn có người hàn huyên, đánh cờ, ngâm thơ, rồi là thuốc lá quấn hay là gì gì đấy. Tôi nghĩ là như thế. Nên là cái mong ước chắc là lớn nhất là sau này chỉ có gia đình nó êm ấm, con cái nó thành đạt thế là được rồi. Đéo cần thành đạt đâu, thì mẹ chỉ cần có nên người là mẹ đã làm mừng lắm rồi. Anh ơi, anh Độ, em bất lực với cuộc sống lắm. Tại sao lại bất lực với cuộc sống? Hả? Tại sao lại bất lực với cuộc sống? Anh thấy ở ngoài kia còn có nhiều người sinh ra còn không có bố, không có mẹ, có người không có cả bố cả mẹ. Có người còn đang ở trong cô nhi viện, có người còn bị tàn tật, có người còn thiếu tay thiếu chân, người ta vẫn sống và người ta vẫn lạc quan, vẫn bình thường, mà tại sao em lại mất niềm tin vào cuộc sống ấy nhở? Buồn cười vậy. Hay đang gặp khó khăn gì? Khó khăn thì ai chả gặp em. Nhưng mà em có bao giờ chơi game không? Em có bao giờ chơi game online không? Em có bao giờ chơi những cái game cầy level không? Em có nhận ra một điều, đấy là khi mà mình đánh những cái con quái mà nó vượt cấp mình ấy, mình sẽ lên level nhanh hơn không? Cuộc sống nó cũng thế đấy. Nếu như em gặp mấy cái khó khăn ấy, nó càng lớn thì em lại càng có nhiều kinh nghiệm sống hơn, em càng lên level nhanh hơn, thế thôi, em càng trưởng thành hơn. Nghĩ thế đi cho tích cực đi, chứ còn khó khăn thì ai chả khó khăn, bế tắc thì ai chả khó bế tắc. Các bạn là người xem tôi mấy năm nay rồi, các bạn nhìn thấy không, tôi trải qua bao nhiêu thứ rồi. Đợt vừa rồi là cái đợt khủng hoảng lớn nhất với cá nhân tôi, với cả với gia đình tôi luôn ấy. Tôi vẫn vượt qua đấy thôi, tôi vẫn ngồi đây với các bạn đấy thôi, tôi vẫn nói chuyện với các bạn, tôi vẫn vui vẻ hàng ngày đấy thôi. Mặc dù có người không xem tôi, có người bỏ tôi mà đi, có người cảm thấy tôi nhạt nhẽo, hay có người nghĩ là tôi bây giờ không còn là tôi nữa, tôi mất chất rồi, tôi vẫn làm đấy thôi. Và các bạn vẫn có ngồi xem tôi, chúng ta vẫn vui vẻ nhau hàng tối, có cái gì đâu, đúng không? Thế, đơn giản nghĩ như thế cho tích cực đi. Anh ơi, em và người yêu cũ từng nói những câu nặng lời với nhau, nhưng em muốn quay lại thì có nên không ạ? Thực ra là ai cũng có sai lầm cả em ạ. Nhưng mà anh nghĩ là phụ nữ người ta cũng có một cái suy nghĩ anh thấy là đúng. Đấy là khi mà người đàn ông đã đối xử tệ với mình trong những cái hành động hay là những cái lời nói gì, thì chả có lý do gì người ta không đối thể thử xử tệ với mình lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ n cả. Anh gặp rất là nhiều bạn nữ, anh nói chuyện với rất là nhiều bạn, anh tâm sự rất nhiều về cái vấn đề chuyện tình cảm cá nhân của các bạn ấy. Và trong đầu các bạn ấy luôn có một cái nỗi ám ảnh, đấy là những cái câu chuyện cũ mà người yêu mình đã mang lại cho mình, nó có diễn ra trong tương lai hay không, và có sai lầm khi cưới những người như thế hay không. Tại vì khi đang yêu thì người ta sẽ có rất nhiều lựa chọn, cái việc mà quay đầu khi yêu là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái khi mà đã lấy nhau rồi và đã có con rồi ấy, thì cái trách nhiệm và cái gánh nặng người phụ nữ sẽ lớn hơn rất là nhiều. Cái chuyện nó là như thế các bạn ạ. Nên là có quay lại hay không thì bản thân em sẽ tự trả lời được thôi. Nhưng mà em có dám khẳng định là cái câu chuyện này nó sẽ không xảy ra lần thứ hai không? Anh chắc chắn em sẽ trả lời là không. Đéo bao giờ em ạ. Nó là bản chất của con người thì nó đéo thay đổi được. Cả giận bất khôn mà.